Đường lên dọc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến lầu ông hoàng đó thở nào chân hàng mặt tư đã qua. Rồi lời đầu tiên Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, chương trình chào anh. Xin chào Minh Hoàng, chào anh em cộng tác viên. Một ngày mới cũng chúc anh em được mọi sự an lành và công việc làm ăn gặp nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ anh có thể trước tiên thì mình chào quý vị khán giả ha. Rồi cái anh cho quý vị khán giả biết mình tên gì, bao nhiêu tuổi anh ha. Dạ. Trước tiên cũng xin chào khán giả trong nước và ngoài nước. Ngày mới cũng chúc bà con mọi sự an lành và lời chào trân trọng. Anh tên thật là Quỳnh Văn Cung. Anh sinh năm 1957. Nguyên quán là Châu Thành, Bến Tre. Anh Trung sinh năm 1957. 57 là năm nay là 66 tuổi. Đến từ Châu Thành, Bến Tre. Dạ, bây giờ hiện nay ở Châu Thành, Bến Tre, anh Trung mình sinh sống bằng nghề gì anh? Anh thì lúc năm nay tuổi thì về hưu nay mấy năm rồi. Lúc trước chưa về hưu anh làm công việc gì? Chưa về hưu thì làm công nhân bên ngành xây dựng của nhà nước. Anh làm bên nhà nước ha, công ty xây dựng nhà nước. Hiện nay mình về mình nghỉ hưu anh. Về nghỉ hưu. Rồi có làm việc gì bên ngoài không anh? Nhà thì có làm thêm trồng cây kiểng với có bạn bè rồi đi theo phụ sửa cây kiểng rồi đó. Làm kiểng ha. Thu nhập vậy ổn định không anh? Đủ sống không? Nói chung một mình anh thì nó thoải mái vậy. Rồi anh Trung nè, tình trạng hôn nhân của mình như thế nào anh? Hôn nhân anh thì nói chung có lập gia đình một lần, có một đứa con. Rồi sống thời gian anh với chị sau này nó không có thuận hợp á. Rồi tụi anh chia tay nhau nó cũng 7 năm. Anh có đứa con, ông lớn nó có gia đình nó riêng. Bây giờ anh ở độc thân mình anh. Hiện nay là ở dưới Châu Thành đó là anh ở nhà của mình luôn hả? Ở nhà. Ở có một mình anh luôn. Rồi chị thì chia tay thì chị đi hả? Chia tay thì đừng ai nấy đi. Trước khi chia tay hồi đó mà hai người đến với nhau, chị quê ở đâu anh? Chị cũng quê ở Châu Thành của anh luôn. Cũng gần luôn hả? Rồi hiện nay chị có bước thêm bước nữa chưa? Cái đó thì anh không có quan tâm, không biết. Coi như chia tay xong rồi thôi đường ai nấy đi ha. Cũng như hết duyên rồi thôi. Thì hỏi sơ sơ để biết vậy thôi. Dạ. Rồi hôm nay nè. Anh Trung anh đến với chương trình thì anh muốn chương trình tìm cho anh một cái nửa yêu thương phải không? Dạ. Rồi anh muốn tìm cái người phụ nữ phải như thế nào mới hợp với cuộc sống của mình để đi đến cái quãng đời còn lại? Anh thì nói chung nguyện vọng thì chỉ muốn một cái người phụ nữ là sống hiền lành, thật tâm, biết lo vun đắp cái chuyện hạnh phúc cho gia đình. Một người phụ nữ thật tình, hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Giờ anh còn muốn chị đó gì nữa không? Thôi, những điều ví dụ như là có công ăn việc làm ổn định hay là có nhà có cửa gì không? Có công ăn việc làm ổn định thì tốt, còn không có nếu mà liên kết được với anh thì mình tạo công việc mới. Anh có thể tạo cho chị một cái công việc để mà làm ăn ha. Làm ăn, nói chung điều kiện vốn liếng thì có. Chỉ có yêu cầu chịu làm thôi. Có nghĩa là chị nào chịu làm về sẵn thì vốn liếng anh có, anh sẵn sàng bỏ ra. Ok. Rồi độ tuổi là anh muốn tìm cái độ tuổi khoảng bao nhiêu mới hợp với anh Trung? Nói chung là cái độ tuổi anh nghĩ như nó là phụ đi, bốn mấy năm mấy cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là trong cái mối quan hệ mình nó có cái phù hợp nha đó. Nói chung là hợp tánh hợp ý thì công việc làm ăn mình dễ. Em muốn hỏi anh tìm cái độ tuổi như thế
nó phù hợp với mình á. Thì nó khoảng bốn mấy năm mấy cũng được. Bốn mấy năm mấy đi ha. À, nói chung cái cỡ anh đi ha, cỡ anh đổi xuống là bốn mấy. À, nói chung anh không đặt nặng vấn đề tuổi, nhưng mà yêu cầu cái nhất là cái tánh tình á, nó phù hợp với mình thì nó dễ có tính. Nhiều khi mình bỏ qua cái vấn đề tuổi đó, nó cũng ấy lắm đó anh. À, tại vì nhỏ quá đó, về nhiều khi mình phải chiều chuộng nè, còn rất vất vả cho mình nữa. Chứ thì đồng ý độ tuổi nó trẻ, người nào cũng muốn cái đẹp, người nào cũng muốn là mình được hãnh diện có một người vợ đẹp hay sau đó thí dụ, nhưng mà nó bù lại nó sẽ mình sẽ vất vả hơn. Tại vì cái tuổi mình cao, mình muốn kiếm cái tuổi nhỏ thì đương nhiên mình phải bù đắp. Rồi, đồng ý. Thì nếu mà cái đầu tuổi mà nó thích hợp với mình hơn á, thì nó đỡ vất vả cho mình hơn, nó cùng nhau xây dựng thì nó dễ hơn. Thì anh ý em muốn hỏi cái độ tuổi anh chọn á. Chọn thì khoảng bốn mấy năm mấy. Em nghĩ cái chắc độ tuổi hợp với anh khoảng năm mấy. Năm mấy em thấy cái bộ có lý hơn. Bốn mấy năm mấy đi. Nói chung người nó kiểu như là mình nói là tương đối nó ổn định chín chắn vậy đó. Chứ mình tính vậy là thí dụ hợp với nhau là tính cái diện nó chung sống lâu dài luôn, chứ không phải mang cái tính nãy cách nó, anh nói là 57, năm nay anh 66. 66. Để em tìm xem có một cái mảnh ghép thích hợp. Hôm qua kia gì có một chị khoảng 56, 57 gì đó. Rất là đẹp người, đẹp nết. Có tới đây rất là đẹp người, đẹp nết luôn, mà cũng đang độc thân, sống một mình. Nấu ăn rất là ngon. Nấu ăn rất là giỏi, là đúng với để yêu cầu của anh là về nhà là nữ công gia chánh. Thì cũng cầu mong vậy. Rất là đẹp người, đẹp nết, năm khoảng 57 tuổi, 56 gì đó. Nếu mà anh tin tưởng mảnh ghép yêu thương á, thì để tụi em sắp xếp tìm cái mảnh ghép phù hợp cho anh á, thì tụi em sẽ cố gắng hết sức giúp anh có một cái mảnh ghép vừa ý với mình, để cùng nhau nắm tay đi đến cái quãng đời còn lại. Kể cả chị ấy cũng vậy, chị ấy cũng muốn như vậy chứ không phải là riêng anh. Đúng. Nói chung cái tuổi này ai cũng mong muốn, cũng như cái phần còn lại là anh nghĩ là cái quan trọng nhất là cái nương tựa nhau đó. Đúng rồi. Cái tuổi về nó lớn rồi cái... Chứ giờ cái tuổi này mà nói để về để phát triển kinh tế, làm ăn để mà làm giàu thì thấy nó xa vời quá. Nó qua cái thời kỳ đó rồi. Qua là... mình đã đi hết, muốn hết phân nửa tuổi thanh xuân rồi mà mình chưa có sự nghiệp gì lớn lao hết. Bây giờ mình nó bắt đầu làm lại nữa thì biết chừng nào. Thấy ngầu ngán lắm. Đến cái tuổi này đúng ra bây giờ nó có nhiều là hưởng nhiều đó. Anh đúng em rồi. Cũng như là số phận rồi đó. Với lại thời buổi kinh tế bây giờ nó đang khó khăn nữa. Thì làm giàu bằng cách nào? Khó lắm. Giàu 30, 40 không giàu thôi chứ. Dạ đúng rồi. Tuổi này là mình chỉ cần mà tìm kiếm một cái người để cùng mình như dạng như dung đắp cái hạnh phúc gia đình, để tìm cái niềm vui tuổi già. Nhưng mà cũng không phải là không làm, cũng phải cùng nhau mà chung tay làm để mà có cái sống, có cái để mà đi tìm niềm vui chứ. Chứ là đi tìm niềm vui không làm lấy của cải đâu mà đi tìm niềm vui. Nhất trí. Thì anh còn muốn nói gì nữa anh nói đi. Thôi nói chung là cái tâm sự thì nó cũng gói gọn được chú rồi. Khi nào có gặp được nhau thì tâm sự thêm. Rồi ngoài những lúc mà đi làm cây kiển với anh em rồi đó, thì anh có đi tìm niềm vui gì không? Tối thì cũng đi uống cà phê theo mấy bạn rồi đi ca hát mấy tụ điểm này. Đúng rồi, anh đây đó, đây là cũng đúng muốn, cũng có ca hát đúng không? Ca thì ca không, hơi ngắn ca không được, nhưng mà thích văn nghệ. Thích nhưng mà anh thích hát ca cổ hay là ca nhạc? Tân cổ gì cũng thích á, nhưng mà đi cho nó kiểu như cho nó thoải mái đúng vậy rồi đó. Mình lớn tuổi ngoài cái công việc hàng ngày mình cực nhọc, mình phải đi xả stress chứ. Mình phải tìm cái niềm vui nữa chứ, đâu phải
về rồi cái mình ngủ cái vai sao mà cắm đầu cũng cổ làm nữa thì nó sáng chiều gì cũng có mấy bạn già đó, mấy bạn già gom lại sáng thì tập thể dục ghé uống cà phê rồi bây giờ về anh Trọng hát hay không bằng hay hát thôi, giờ anh gửi cho quý vị khán giả nghe thử chút xíu chất giọng của mình thôi nè. Cái hơi nó ngắn lắm nè chú Hoàng. Không cả. Sao hết đâu á, thì em nói là hát hay không bằng hay hát. Mình có cái tinh thần văn nghệ yêu đời thì nó là ok rồi. Nếu mà là ca sĩ thì mình đi làm ca sĩ rồi đúng không? Biết. Nhưng mà nó không khớp, bởi vì hơi nó ngắn quá, hơi thông cảm. Không sao đó, anh cứ bình thường hay hát bình thường dạ mời anh. Hồi cho anh hát cái view câu của Hàn Ngọc Tử. Rồi mà bài này hay lắm á. Đường lên dọc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến lầu ông hoàng đó, thế nào chân hàng mặt tư đã qua. Rồi vậy đúng được rồi hả? Thì cũng có cái gọi là tinh thần văn nghệ ừ, chứ đâu phải mình hát hay đâu. Hát hay thì không nói rồi, hát hay thì ta đi làm ca sĩ. Còn mình ca lẻ Nói chung mình cũng là ca mà mình ca lẻ hơi nó ngắn mình có ca chứ cũng thích văn nghệ lắm. Rồi chương trình tụi em cũng sẽ cố gắng giúp cho anh tìm cái mảnh ghép thật sự thích hợp với anh. Nếu mà được sau khi cái video này phát sóng lên á thì nếu mà gửi cái đường link cho những cái cô mà như em nói đó họ chấp nhận thì tụi em sẽ báo tin vui cho anh ha, rồi sẽ mời anh đến với chương trình một lần nữa để hai người cùng nhau mình giống như mình trao đổi trò chuyện, để không phải là lên đây ngồi hai người là thành, còn trong cái thời gian tìm hiểu rồi mình cho số liên lạc rồi đó, nó nhiều chặn lắm chứ phải nói là ngồi cái là thành giờ mình hết đường tìm nữa không phải. Rồi bây giờ chương trình thì ai tụi em cũng phải hỏi. Thì bây giờ anh Trọng, anh có cho phép tụi em sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên mạng xã hội không anh? Anh đồng ý. Là mọi khiếu nại sau này kêu chương trình tụi em gỡ hoặc xóa là cũng không bao giờ anh ha. Rồi là mọi lời nói của anh hoàn toàn là sự thật, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rồi vậy ha. Rồi chương trình tụi em cũng sẽ cố gắng giúp anh. Cũng chân thành cảm ơn anh đã không ngại đường xá xa xôi đi từ sáng sớm tìm đến cái mảnh ghép yêu thương để tìm cái phần nữa ở đâu đó về cho mình. Bây giờ anh có cái gì mà gửi gắm tới cái ý trung nhân sắp đến với mình không nè? Anh cũng không biết sao nhưng mà cũng cầu mong nếu mà phải duyên phải nợ thì đến với nhau, cái đó cũng là cái niềm hạnh phúc của tụi anh mà cũng là cái niềm hạnh phúc của mấy chú làm nghề. Là cũng là cái niềm hạnh phúc chung của tất cả mọi người. Của anh cũng như của tụi em với mấy anh em cộng tác viên. Rồi cảm ơn anh. Thì giờ thôi ha, đủ rồi ha, nhiều đó là mình cũng mình nói ít nhưng mà mình trải lòng, cũng mong các chị xem được cái video của anh Trọng, một người anh ở huyện Châu Thành, Bến Tre, dáng người rất là chất phác, hiền lành, là cũng là một công nhân viên nhà nước về hưu, có một cái sự tìm kiếm rất hết sức là đơn giản. Nếu mà chị nào cảm thấy hợp với anh Trọng thì hãy liên lạc với chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho chị và anh Trọng gặp nhau. Nếu hợp thì mình cùng về xây đắp nè. Anh Trọng có nhà nè, có vốn. Chị nào thích làm ăn thì anh Trọng sẽ mở cho làm ăn. Để cùng nhau mà mình xây dựng cái vun đắp cái hạnh phúc cuối cuộc đời. Rồi. Bây giờ anh em mình kết thúc ha. Rồi anh chào khán giả, các anh em mình kết thúc nè. Cũng chào khán giả cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, như chào Minh Hoàng với anh em cộng tác viên. Cũng chúc một ngày mới làm việc được nhiều kết quả.
có được cái duyên để cái kết nối những cái mảnh đời đổ dở như tụi anh đi đến bến bờ hạnh phúc. Rồi, chương trình cũng cảm ơn anh. Trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.